Cristiano Ronaldo đang có cuộc sống xa hoa tại Ả Rập Xê Út. Anh giàu có với thu nhập 550.000 euro mỗi ngày, 23.000 euro mỗi giờ và 383 euro mỗi phút. Đó là những gì báo chí nói về CR7 kể từ khi anh từ giã châu Âu để chuyển đến một vùng đất khác chơi bóng. Trong màu áo của Anas, đã có những lúc Ronaldo lập hat-trick rồi đến poker, tạo ra vô số kỷ lục và những điều chưa có tiền lệ tại Ả Rập Xê Út, giúp cho đội bóng chủ quản leo lên đỉnh bảng xếp hạng trong một thời gian dài. Thế nhưng tại châu Âu, hay nói chính xác là ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, có Arsenal cũng ngồi trên đỉnh 243 ngày rồi mất chức vô địch vào tay Manchester City, thì Anas ở Trung Đông cũng làm điều tương tự. Trận hòa một đều tại sân Prince Mohammed bin Fahd trước Al Ittihad đã khiến Anas bị Al Ittihad bỏ xa 5 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một vòng. Chức vô địch Saudi Pro League cùng vé dự AFC Champions League chính thức thuộc về Al Ittihad. Trong khi đó, Anas chắc chắn giành ngôi Á quân khi họ đang hơn Al Hilal 8 điểm. Có vẻ như góc trời bình yên ở cuối sự nghiệp mà CR7 hướng tới bất ngờ nổi cơn giông tố. Ronaldo cập bến Ả Rập Xê Út cùng sự kỳ vọng to lớn, với mức lương gần 200 triệu euro mỗi mùa. Nhiều người đã chê bai cho rằng CR7 đã hết thời và đến Trung Đông chơi bóng chỉ vì tiền, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và mục đích chính của tiền đạo 38 tuổi là hy vọng tìm lại ánh hào quang khi xưa. Nhưng có vẻ Saudi Pro League không phải là đấu trường tầm thường như mọi người thường nghĩ. Ngay từ khi trận đấu đầu tiên diễn ra, Ronaldo đã cảm thấy sức nóng từ chính trong sân cho đến những khán đài xung quanh. Thật khó khăn để một cầu thủ U40 như CR7 thích nghi nhanh chóng với sự khắc nghiệt này. Mất đến 2 trận để Ronaldo làm quen môi trường bóng đá Trung Đông và sau đó là một màn trình diễn không thể đẳng cấp hơn. Đã từng có thời điểm Ronaldo thi đấu 4 trận và anh ghi tận 8 bàn cùng 2 kiến tạo. Một thống kê không hề biết nói dối về phong độ của huyền thoại người Bồ Đào Nha đang thực sự trở lại. Số bàn thắng đều đặn đến nỗi, dù chỉ tham gia giai đoạn sau của mùa giải, nhưng Ronaldo đã nằm trong top 4 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Saudi Pro League. 14 bàn và 2 kiến tạo sau 19 trận. Đó là những gì mà Ronaldo cống hiến trong màu áo của Anas. Tuy nhiên nếu đội bóng chỉ có mỗi anh xuất sắc, thì họ chẳng đi được đến đâu. Càng về cuối mùa, Anas càng thi đấu thiếu hiệu quả. Hội chứng lệ thuộc Ronaldo bắt đầu xuất hiện trở lại. Nếu CR7 ghi bàn, phần lớn Anas đều thắng. Còn không thì đó sẽ là một kết quả hòa và thậm chí là thất bại. Từ vị trí đỉnh bảng xếp hạng, Anas dần bị đe dọa và sau đó để cho Al Ittihad được vượt lên trên. Khi màn trình diễn trên sân không hiệu quả, cuộc sống riêng tư của Ronaldo liên tục bị truyền thông Ả Rập Xê Út khai thác. Anh vướng vào tin đồn rạn nứt mối quan hệ với Georgina Rodriguez đến mức bạn gái buộc phải lên tiếng. Kẻ ghen tị bịa ra tin đồn lan truyền và kẻ ngốc tin vào điều đó. Một cặp vợ chồng chưa kết hôn sống chung ở quốc gia Trung Đông này là bất hợp pháp. Ngoại lệ được tạo ra dành cho Ronaldo và Rodriguez, song nó không thể khiến anh và người tình thoát khỏi những ánh mắt dò xét. Tờ S khẳng định Ronaldo và gia đình trải qua cuộc sống bất ổn ở bến đỗ mới. Không ngạc nhiên khi CR7 được cho là muốn quay trở lại châu Âu. Hơn thế nữa, anh còn được cho là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Rudy Garcia mất việc. Tuy nhiên nếu nhìn vào thực tế thì Anas đã trở nên rối ren từ trước khi Ronaldo cập bến. Anas nghĩ họ sở hữu cầu thủ có thể mang tới khác biệt, cũng như có thể hàn gắn những bất hòa tồn đọng bên trong phòng thay đồ. Nhưng Ronaldo dường như không bắt kịp tốc độ ở đây. Theo tờ Mundo Deportivo, siêu sao 38 tuổi cảm thấy không ấn tượng với cơ sở vật chất ở Ả Rập Xê Út. Anh cho rằng chúng không đủ hiện đại để đáp ứng nhu cầu của bản thân trong tập luyện và thi đấu. Việc thích nghi với Ả Rập Xê Út, quốc gia có nền văn hóa khác hoàn toàn với châu Âu cùng rào cản ngôn ngữ cũng khiến chân sút sinh năm 1985 gặp nhiều trở ngại. Vào ngày 27 tháng 5, với đại đa số người thì chỉ còn là một ngày bình thường. Nhưng với Ronaldo, đó có thể là một ngày buồn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh. Trên sân khách trong trận đấu với Al Ittihad, Anas nhập cuộc quyết tâm nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới sau một thoáng lơ là của hàng thủ. Josup Niakate thoải mái xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyển ngang của đồng đội rồi dứt điểm mở tỷ số ở phút 43. Sang hiệp 2, Anas không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dồn lên tấn công. Phút 53, nỗ lực của đội bóng thủ đô được đền đáp bằng bàn gỡ sau cú sút căng vào góc cao khung thành của Luis Gustavo. Ronaldo cùng đồng đội có hơn 30 phút để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng những gì họ làm được chỉ là pha lập công vị va từ chối công nhận của Gustavo ở phút 79. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Ronaldo cúi đầu. Ở trận cùng giờ, Al Ittihad nhấn chìm Al Fahd 3-0 để có được chức vô địch Ả Rập Xê Út đầu tiên sau 14 năm chờ đợi.
Về phần CR7, anh có mùa giải thứ hai liên tiếp không có danh hiệu. Nghiệt ngã làm sao? Tin buồn lại đến liên tiếp trong một ngày khi phía bên kia trời Âu, Lionel Messi lại tỏa sáng và lấy đi điều vĩ đại mà Ronaldo đã để lại tại lục địa già. Với bàn thắng vào lưới Strasbourg, Lionel Messi đưa PSG lên ngôi vô địch Ligue 1 và cũng vượt qua kỷ lục ghi bàn của chính Ronaldo tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trước trận đấu, cả Messi và Ronaldo cùng ghi được 495 bàn thắng. Nhưng giờ đây Messi đã vượt hơn Ronaldo một bàn để độc chiếm vị trí là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 496 pha lập công. Lại một lần nữa câu chuyện giữa Ronaldo và Messi là đề tài tranh luận của truyền thông. Nhưng có lẽ giờ đây cả hai đã trải qua đủ và họ cũng chẳng màng đến việc quan tâm làm gì. Messi là công thần nhưng vẫn bị chính các cổ động viên PSG hắt hủi, trong khi Ronaldo trắng tay và tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ả Rập Xê Út đã mang tới cho Ronaldo một cuộc sống như một ông hoàng. Nhưng trên sân, đối thủ không cho anh được thoải mái. Tần suất Ronaldo nóng nảy xuất hiện càng nhiều hơn. Anh để lại tai tiếng với các hành động như xô ngã đối thủ, từ chối đổi áo và thậm chí là hạ gục đối phương bằng một pha đấu vật. Nhưng cá tính của Ronaldo từ khi còn ở châu Âu đến hiện tại vẫn vậy. Chỉ là giờ đây Anas không đủ để cho anh tìm kiếm thêm danh hiệu. Nếu muốn rời Ả Rập Xê Út, Ronaldo cũng khó có thể tìm được bến đỗ nào phù hợp ở châu Âu vào thời điểm hiện tại. Tham vọng của Ronaldo là được chơi bóng tại Champions League, nhưng đội bóng nào đủ tiềm lực tài chính để chi trả cho một lão tướng 38 tuổi là một dấu chấm hỏi rất lớn. Bất chấp những điều phi thường mà Ronaldo có thể làm được, niềm vui ít ỏi sót lại lúc này là Ronaldo và các đồng đội có cơ hội dự AFC Champions League mùa giải năm sau, khi câu lạc bộ Anas giành suất dự vòng play-off tranh vé vớt. Cụ thể thì Ả Rập Xê Út có 4 suất dự AFC Champions League 2023-2024, trong đó có 3 đội được vào thẳng vòng bảng là Al Hilal, Al Ittihad và Al Feha. Al Nas giành suất còn lại nhưng phải chơi trận vớt, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Al Sharia của UAE và Al Wydad của Jordan. Nếu thắng trận này thì Ronaldo và đồng đội mới được dự vòng bảng AFC Champions League. Được biết rằng Anas từng lọt vào bán kết AFC Champions League ở mùa gần nhất họ tham dự năm 2021 nhưng bị Al Hilal loại. Mùa trước Anas đứng thứ 3 sau đi Pro League nên không có suất dự đấu trường châu lục. Nếu giúp Anas vượt qua vòng vớt, Ronaldo có thể giành quả bóng vàng đầu tiên chơi ở AFC Champions League kể từ khi Rivaldo chơi cho Bunyodkor ở Uzbekistan năm 2010, khi ngôi sao Brazil cũng ở tuổi 38. Hợp đồng của CR7 và Anas sẽ hết hiệu lực vào mùa hè năm 2025. Có thể Ronaldo vẫn là Ronaldo. Anh sẽ quyết tâm ở lại Ả Rập Xê Út ít nhất một mùa giải nữa để khẳng định cho những ai cho rằng bản thân anh là một vụ làm ăn sai lầm của Anas. Nhưng đó là câu chuyện của mùa giải tới. Hiện tại ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, CR7 có cảm giác bản thân không còn nhiều khả năng chơi bóng đỉnh cao. Ronaldo đang trải qua những ngày tháng thực sự không yên ả tại Trung Đông. Nhưng những gì huyền thoại 38 tuổi làm được cho đến giờ đã là điều quá phi thường. Chỉ tiếc rằng thời gian không bỏ sót một ai, và sự nghiệt ngã trong bóng đá bắt đầu ăn sâu vào bên trong cơ thể của Ronaldo. Chỉ cho đến khi anh dừng lại,